Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của Bà Mối Vlog. Rồi, sau khi dưỡng da xong thì nhớ sử dụng kem lót để thì máy thím biết rồi đấy, 1.008 cái hôn nhân vũ trụ. Tiếp theo, hãy sử dụng kem nền để che bớt cái đống khuyết điểm lồ lộ trên khuôn mặt bạn. Đây là kem nền yêu thích của tôi. Sau khi đánh kem nền xong, chỗ nào đang còn thâm thì mình sẽ làm cho nó bớt thâm bằng kem che khuyết điểm. Mặt mâm thì nhớ kết thân với tạo khối. Vì lai cũng từ đây mà ra, chứ thực ra thì mặt tôi rất tròn nha mấy thím. Cái gì không có thì ta có thể làm giá nó, ví dụ như sống mũi cao chẳng hạn. Kẻ lông mày sâu sắc vào, ví dụ mà nhìn không sâu được thì mình phải sắc, hiểu không? Phủ phấn cho khỏi trôi, chứ trời ơi nóng quá rồi. Hôm nay test thử bằng mắt nội địa chung. Đầu tiên sử dụng một cái màu gì đó nền nã để tán lên toàn bộ vùng mắt. Mình nền nã khúc đầu thôi, khúc sau đừng nền nã quá. Sử dụng màu cam nâu tán lên trung tâm vùng mắt và tán lan dần ra ngoài. Cuối cùng để cho có tính chất nhiệt đới thì thêm kính màu vàng lên ở bên phần ngoài viền phấn mắt nha. Để cho mí mắt dưới thì hãy sử dụng một cây cọ nhỏ hơn, chứ đừng có dùng cọ to, không phấn mắt nó trôi xuống nhìn gớm lắm. Kẻ mắt tí lên nha. Thì nói chung là mình cũng không có hiền lành gì đâu, cũng không có phải là những người anh em thiện lành, nên cứ kẻ mắt sắc sắc lên. Ra ngoài đứa nào thấy đứa nào ghét mình liếc phát cho đứt mắt luôn. Đấy, kẹp mi cong cong xíu. Chút mascara tí cho đĩ. Nhớ chút cả mi dưới, chứ mi trên đĩ mà mi dưới không đĩ nhìn kỳ lắm. Mà thấy chưa đủ đĩ thì gắn thêm lông mi thôi, đơn giản. Thêm má hồng cho thắm. Mặt nhợt nhạt quá. Đây, highlight. Chả có gì sáng hơn highlight, không gì quý hơn highlight. Rồi về son thì đầu tiên là tôi sẽ sử dụng một màu cam cháy, cam đất gì đó. Nói chung là mấy màu cam mà hơi hay ho một tí. Sau đó tôi sẽ mix thêm màu đỏ cà chua ở bên trong lòng môi. Đấy. Giờ mình đập đầu phát. Đó, trời ơi. Nãy từ một con ban đầu mặt tròn thâm mụn xấu xí thứ, bây giờ biến hình xong nhìn ngon hẳn lên. Mà dù là cũng đâu có đứa nào ăn đâu, nhưng mà ok, nhìn mình ngon thì mình vẫn vui hơn đúng không? Chúc mấy thím luôn luôn xinh đẹp và cảm ơn đã theo dõi video của tôi nhé. Bye bye.